Vâng, thế với cái bầu uy tín chưa? Bầu có 1,5 m nhá, cái khế nhá. Thế các bạn chả cần phải mua cây, mua cái bầu này thôi. Thế với cảnh chào nhà nhá. Đấy cái bầu, cái cây này vanh có 100 thôi. Đấy nhưng mà đánh bầu như thế này này. Đấy các bạn. Quả bầu quá uy tín này. Vậy đẹp chưa các bạn? Bầu chỉ 1,5 m thôi nhá. Đấy đánh bầu uy tín quá. Đúng rồi, nó lùn mới đẹp. Cây cháu to, cây kia bán lâu. Đây cảnh đẹp như vẽ. Thế bảo cái cảnh nó theo mùa, cái năm 2019-10 đây. Sốt cái cảnh đấy. Cái chua bạn nha. Đấy, các bạn mua nào mua nhưng phải mua bầu như thế này. Vẫn la cả cầu trong anh Ninh chứ à? Thế là câu đấy là câu gì ạ? Anh nói tiếng Kinh này em nghe cái nhá. Cái la la cả cầu trong là nông inh, nông inh. À lùng inh à, inh nó có người lùng đâu. Nông inh. Đấy, thế là thế nào nghe nghe cứ bóp bõm thế này. À đấy. Thu ơi, Thu ơi, Thu sang kia với anh tí đi. Để hai anh em làm đây đi, sang cắt cái trứng gà cái. Để cho... Anh về đi để em cắt cái trứng gà cái. Vâng. Đàng hoàng đi. Vâng. Về có rượu bác rót luôn, uống luôn thể. Bảo câu nếu ăn thì được. Đẹp như tranh vẽ. 6 triệu bạn nhé. Bán cây này rất là đẹp luôn ấy. Cây này là vành gốc 135, cách mét là 100, thoát 2,8 m. Còn dễ á? Hả? Nha. Ok nha. Giấc ngủ các bạn nhé. Các bạn rất đẹp luôn. Ok rồi.